xin chào các bạn hôm nay sáng thứ bảy lần đầu tiên mình livestream buổi sáng đúng không mà đặc biệt là buổi sáng cuối tuần và cái chủ đề livestream của hôm nay là nó nối tiếp cái chủ đề livestream của của hồi tối là 18 điều mà những người chủ doanh nghiệp thành công làm còn những người khác thì không có làm những người thất bại thì họ không có làm à, và cái 18 điều này nó vô cùng đặc biệt với các bạn nên là các bạn nào lần đầu tiên các bạn biết mình lần đầu tiên xem mình lần đầu tiên tương tác với mình thì các bạn hãy kết nối với mình à, và mình chỉ livestream cho bạn trong khoảng một tiếng đồng hồ không tới một tiếng đồng hồ sau đó mình phải lên lớp lại rồi à, ngày hôm nay là mình đứng cả ngày cho cái lớp nghệ thuật đàm phán và các bạn nào xem thì các bạn comment xuống để mình biết bạn à, chào bạn nguyễn thanh hải ok chào thôi chứ không có gì xin chào đâu bạn hải ơi ok chào, chào anh pháp trong ok chưa rất là tuyệt vời chào bạn nguyễn thanh và hôm nay buổi sáng thì mình rảnh mình chỉ livestream chút xíu thôi cái mình chạy lên lớp rồi à, vậy thì chào bạn trung trần ok chào các bạn rất là nhiều vậy thì 18 điều mà những người doanh nhân thành công làm và những người khác họ không có làm và tối hôm qua mình mình cũng đã livestream về cái chủ đề này rồi nhưng mà mình nói từ từ cái số 1 cho tới cái số 5 à, và và từ cái số 1 cho tới số 5 thì nó đã hết giờ rồi nó cả, cả tiếng đồng hồ rồi cho tới 11 giờ đêm rồi À, nên là mình phải dừng à, Mình cũng dự kiến là hôm nay mình cũng sẽ nói được Cho tới uh, Từ cái điều số 6 cho tới điều số 10 à, Rồi tối nay à, Mình về à, Sau 9 giờ tối mình về Mình rảnh mình về đến nhà rồi xong cái bắt đầu mình mới à, Chia sẻ tiếp Ok cảm ơn anh Pháp Trọng nhiều à, Khi chúng ta làm việc Thì chúng ta phải tận tâm anh Pháp Trọng mời à, Đã không làm thì thôi Chúng ta làm thì chúng ta phải làm cho đến nơi thôi À Ok các bạn ơi Và 18 điều à, Mà người khác làm thì chúng ta không không làm à, Có nhiều bạn nói rằng là à, Khi ra làm chủ thì khổ quá Thậm chí có người họ dùng từ rất là nhận khổ như con chó vậy Ok nếu mà bạn ra bạn làm chủ mà bạn khổ như con chó Thì bạn làm làm gì à? à Nghĩa là cái đó không phải là chúng ta làm chủ đâu Mà chúng ta đang tạo cho chúng ta một cái công công việc à, Giống như cái con chó nó nó cần phải có một cái công việc để nó 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 phải sống thôi à, làm chủ là chúng ta sở hữu cho mình một doanh nghiệp những người họ ra họ sở hữu cho mình một doanh nghiệp à, và họ ra họ làm kinh doanh thì họ cứ tưởng ra họ làm chủ thực sự là nếu mà làm chủ mà khổ như vậy thì rõ ràng là chúng ta đang tạo cho chúng ta một cái công việc thôi để chúng ta làm chúng ta kiếm sống thôi thay vì chúng ta đi làm cho người khác à, thì chúng ta tạo ra một cái công việc cho chính mình thôi à, và họ đều ngộ nhận rằng họ đang là chủ một doanh nghiệp làm chủ một doanh nghiệp là nghĩa là chúng ta à, xây dựng nó à, giống như là tám bước mà mình hay chia sẻ với các bạn à, và ố các bạn nào mà chưa chia sẻ livestream này thì các bạn hãy tranh thủ các bạn chia sẻ livestream này về nhà các bạn đi hôm nay mình thử livestream buổi sáng thử có đông người không và đông hay không á, thì rất là nhờ cái sự à, à, cùng nhau đóng góp của các bạn bạn Nguyễn Như Vĩ OK chào bạn Nguyễn Như Vĩ à, rất là vui lòng quen với bạn nhớ kết nối nhé sau livestream này thì mình sẽ tương tác với bạn, và vâng. các bạn nào chưa chia sẻ thì chúng ta chia sẻ đi để gì à? để chúng ta cùng nhau kết nối à, chia cho đông người chia sẻ lên, mình thấy đông người lên đó năm mươi sáu mươi một trăm người cái mình rất là máu lửa, à, mình lại càng máu lửa hơn, mình lại chia sẻ cho các, các 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 bạn lại nhiều hơn nữa, ok mình năng lượng hơn và khi mình càng năng lượng thì tự nhiên các bạn cũng như thế nào, các bạn cũng năng lượng theo mình luôn à, và nguyên tắc trong cuộc sống mà càng năng lượng thì chúng ta sẽ càng nhận được rất là nhiều thứ ok vậy thì một trong những cái điều mà chúng ta à, dạo này thầy tích cực live stream quá. vâng à, không phải đâu tuần này cam kết là live stream 3 lần mà mà đâu có đủ chỉ tiêu đâu sáng nay mới đủ chỉ tiêu nè à, cả tuần này bạn đâu có live stream được đâu phải coi à, rất là bạn tối hôm qua mới live stream được rồi sáng nay livestream nữa để mới đủ chỉ tiêu là một tuần ba lần đây à, Nên nó là thấy vậy chứ thực sự là cái chỉ tiêu một tuần ba lần vẫn không đủ nữa ok chưa chào bạn Trâm bùi ok à, chào bạn nguyễn trang sáng sớm thầy tuyệt vời quá rồi ok em tập thể dục rồi viết bài rồi rồi bây giờ livestream thôi chút xíu nó lên đó thôi vâng vậy thì bây giờ mình lại tiếp tục cái điều số 5 cái người cái người doanh nhân thành công á là chúng ta phải luôn có thói quen là hợp tác và làm ăn với những người lạc quan à, những người tích cực những người gì à, à chào bạn Thư hồ Ok chưa những người tích cực những người lạc quan những người thành công những người họ có cái cuộc sống tuyệt vời à, chúng ta phải luôn có cái tư duy rất là dứt khoát ở ngay chỗ đó luôn hợp tác và luôn chơi chung quanh mình có những cái người những cái nhóm bạn đó À, những nhóm bạn là những người mà à, mà mà họ luôn tiến lên phía trước à, mình hay gọi cái từ là bè lũ á. là những người họ luôn luôn thay đổi và họ sẵn sàng tiến lên phía trước à, họ luôn tin tưởng vào cuộc sống à, đồng ý cuộc sống chúng ta luôn có những cái khó khăn chúng ta luôn có những cái vấn đề nhưng nhưng họ không bị những cái vấn đề đó đè họ lại mà họ luôn tìm cách để họ vượt qua khỏi cái vấn đề đó À, họ luôn nghĩ cách à, Có cái cách nào đó nó tốt hơn không Họ luôn nhìn chung quanh mình Có những cái con người nào Họ đã làm được cái điều này tuyệt vời rồi Và chắc chắn Nếu các bạn chịu quan sát Mình cứ nhìn Hãy quan sát Thì các bạn sẽ thấy rằng là Rất là nhiều Rất là nhiều người Chung quanh mình Họ rất là tuyệt vời Em là đồng hương Khánh Hòa của thầy Em chưa học lớp thầy Nhưng em có theo dõi livestream Cảm ơn Ok Cảm ơn bạn thưa hồ nhiều À Cảm ơn bạn đã theo dõi cái livestream này Và bạn nào hồi nãy giờ mình nói luôn Bạn nào mà chưa chia sẻ livestream Thì các bạn tap bạn bè mình vô à, người thân của mình vô Để cái livestream của chúng ta tăng lên Các bạn thấy hồi tối là nó lên rất là đông Cả trăm mấy luôn Bây giờ buổi sáng Do buổi sáng nên là nó chưa có đông được Chúng ta chia sẻ livestream về nhà các bạn đi à, Chào bạn Duy Vũ Ok vậy thì chúng ta luôn hợp tác và chơi chung quanh đó, những người bè lũ đó, chúng ta có những người mẹ bạn gì à? có những người bạn họ rất là tiêu cực đúng không thì chúng ta hạn chế chơi với họ đi à, bởi vì chơi với họ thì họ sẽ hút năng lượng họ rên rỉ họ than thở mà à, mọi người hay gọi họ là những người họ xem cuộc sống họ là nạn nhân Trên cái cuộc đời này thì chúng ta đừng có chơi với họ hạn chế gặp họ à, còn những người mà tích cực mà lạc quan á à, những nhóm bạn đó họ luôn đi về phía trước họ luôn tìm giải pháp à, và họ luôn biết buông bỏ họ luôn biết bỏ qua à, bởi vì nơi họ họ làm như vậy á, họ phát ra một cái năng lượng rất là tuyệt vời còn những cái con người mà à, họ làm việc vì bực tức ai đó họ làm việc vì hận thù họ họ hẳn cuộc đời này họ rên rỉ họ than thở họ than phiền họ phán xét họ tiêu cực thì sao ạ à? à, họ đang chứa một cái nguồn năng lượng à, người ta gọi là năng lượng tiêu cực à, họ đang gọi theo thức âm dương gì đó ngũ hành gì đó thì người ta gọi là năng lượng âm và dĩ nhiên năng lượng âm là không tốt rồi à, nó là những người thất bại thì họ hay như vậy á họ hay liên kết và làm việc với những người bi quan những người à, và họ hay có thu xu hướng là kéo kéo bày kéo nhóm lại kéo phe nhóm lại và nhiều lúc họ như thế nào à họ kéo luôn bạn luôn á họ kéo luôn bạn luôn á họ kéo luôn bạn bị quấn vào cái vòng xoáy của họ luôn à nên là chúng ta hãy gì à hãy nhận diện ra được điều đó và chúng ta tránh đó à, và chúng ta chơi với những người tích cực và những người thành công những người luôn đi tìm những cái giải pháp những người à luôn quý từng cái giây phút trong cuộc đời này của họ để gì ạ à? À, Họ làm kinh doanh họ tạo ra giá trị cho cuộc sống ngoài cái gia đình họ thì họ tập trung thì gia đình họ phải giàu có rồi bởi vì họ sẽ được tưởng thưởng cái điều đó và chưa hết họ còn tạo công ăn việc làm à, Họ còn tạo ra sản phẩm giúp cho doanh nghiệp khác à, họ tạo ra sản phẩm giúp cho rất là nhiều người tiêu dùng à, họ họ làm ra những cái sản phẩm ý nghĩa của thế giới này. À, họ giúp cho những người phát triển hơn đó là những cái con người rất là tuyệt vời à, và chúng ta hãy hãy gặp những con người này và chúng ta chơi với họ à, chúng ta làm bạn với họ và nếu mà các bạn những cái con người này mà họ không thèm chơi với các bạn thì nó cũng phản ánh ra một cái điều gì điều là cách ăn cách sống cách ở của bạn nó có vấn đề nên những người này họ họ không chơi với bạn thì như vậy thì bạn điều chỉnh bạn điều chỉnh lại cái cách sống của mình, cái hành vi mình thay vì ngồi đó than thở ra rỉ. Ok chưa? À, các bạn chia sẻ livestream này về nhà các bạn chưa? Bạn Nguyễn Anh bạn chia sẻ chưa? Bạn Vũ Đức Trình. À, bạn chia sẻ chưa? Chia sẻ đi. Bạn Bùi Thanh Triển em chia sẻ chưa Triển rồi, À, hãy chia sẻ ngay nhanh cái livestream này bạn Nguyễn Trang. Ok chưa? Bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Ok. À, vâng và, và và cái điều này nó rất là tuyệt vời. À, và mỗi sáng chúng ta đều phải tích cực chúng ta đều phải năng động các bạn comment vô mình không thấy các bạn comment gì hết ok chưa các bạn comment vô cái điều tiếp theo nữa điều thứ sáu hôm nay mình chỉ chia sẻ được cho các bạn nhanh tới điều từ từ điều chưa số 6 cho tới điều số 10 thôi à và sau đó thì mình phải lên lớp rồi ngày hôm nay mình có hai ngày với lớp nghệ thuật đàm phán và đòi nợ ok chưa à, và lớp hơn 70 bạn À, rất là năng lượng à, và mình cũng phải dành năng lượng cho cả lớp cả hai ngày hôm nay rất là tuyệt vời à, cảm ơn bạn Vũ Đức Trình nhiều ok tiếp theo điều số gì à? điều số bảy à, họ sẵn sàng gì à? họ sẵn sàng quảng cáo chính họ và giá trị của họ à, họ sẵn sàng quảng cáo chính họ và giá trị của họ còn những người thất bại là họ giấu đi họ giấu đi à. À, họ ngại họ ngại giới thiệu về sản phẩm họ ngại giới thiệu về dịch vụ họ ngại xuất hiện họ họ giấu đi họ sợ à, họ sợ nói ra à, nhiều người biết về họ vậy thì làm sao mà họ kinh doanh được à, làm sao mà họ kinh doanh được các bạn theo à? à từ cả ngàn năm từ cả ngàn năm trước cả ngàn hơn cả ngàn năm trước à, nếu mà bạn nào đi theo bên đạo thiên chúa giáo thì đó là chúa giêsu à, bạn nào theo bên đạo phật thì đức phật bạn nào theo đạo hồi thì thánh a la đúng không cả hàng ngàn năm trước à, những cái con người rất là tuyệt vời như chúa giêsu như đức phật như thánh a la đã biết để lại kinh kệ cho chúng ta rồi để cho tới ngày hôm nay chúng ta cách xa hàng bao nhiêu thế kỷ ok chưa hàng mấy ngàn năm chúng ta vẫn biết những cái vị kính yêu đó à, và cho tới à gần đây các bạn thôi mà các bạn biết à uh, apple không? của steve jobs các bạn biết uh, bill gates không à của microsoft Được rồi, chưa? À, những cái người đó à, họ đã biết gì à họ đã biết để lại những cái thông tin của họ những cái gì à? à những cái gì mà họ có đặc biệt là cái con người của họ cái gia đình của họ cái cuộc đời của họ họ đã biết để lại để cho gì à để cho nhiều người Biết về họ và như vậy thì cuộc sống họ nó mới phát triển được à, Hồi giờ mình đâu có gặp ông Steve Jobs đâu Nhưng mà mình lại biết rất rõ về ổng Mình biết ổng làm ra cái sản phẩm gì Ổng thành lập cái công ty ngày tháng năm nào Và như vậy mình mới yêu sản phẩm Apple Và như vậy mình mới yêu cái sản phẩm của họ Càng có thông tin về những con người đó thì chúng ta mới càng yêu quý họ Cái điện thoại mà mình đang live stream với các bạn đây Đó là điện thoại của Apple À, cái máy mình đang dùng đây Cái máy laptop mình đang dùng đây Cũng là máy của Uber Bởi vì sao Bởi vì Mình hiểu về ông Steve Jobs Và như thế nào à, à Mình yêu quý họ Làm sao để anh biết Mua những cái quyển sách Của mấy ông đọc Ok chưa à, Mua những cái quyển sách Của ông Steve Jobs đọc Các, các, các bạn hiểu chưa chưa Tại sao mình yêu quý đất nước Singapore Bởi vì Ông Thủ tướng Lý Quang Diệu à, Ở Việt Nam Ông có tới mấy quyển sách Đã dịch ra tiếng Việt nè và mình đọc mình có bao giờ mình gặp được ông lý Quang diệu đâu? À, tự nhiên mình rất là yêu quý ông, à, mình biết ông đã xây dựng đất nước singapore hùng mạnh nó như thế nào những người thành công đó họ luôn gì à? họ luôn cho mọi người biết họ làm được cái gì họ có những cái giá trị gì và và họ càng làm như vậy thì họ lại càng phát triển hơn à, còn những người thất bại thì như thế nào à? họ có sản phẩm tốt họ cũng giấu đi họ ngại họ lên facebook thì họ cũng sợ họ cũng giấu đi à, bởi vì họ ngại họ ngại nhiều người biết mình họ không có rõ ràng họ không có sẵn sàng xuất hiện ra à, kinh doanh mà chúng chúng ta không sẵn sàng xuất hiện thì làm sao mà mọi người dám mua hàng từ ta được bạn đi bán hàng bạn muốn lấy hàng từ người khác mà bạn không sẵn sàng xuất hiện cái facebook của bạn bạn để avatar là cái con chó con mèo cái hoa gì đó thì làm sao mà người ta À, giờ biết bạn là ai và làm sao người ta muốn kinh doanh với bạn được? À, à, bạn 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 muốn được hợp đồng nhưng mà cái rõ ràng về thân thế bạn bạn còn không dám thì làm sao mà bạn bạn kinh doanh được? đó là để thể hiện à, một cái là bạn không tự tin vào chính mình nếu mà bạn không rõ ràng về chính mình bạn không dám bán giá trị của mình bạn không rõ ràng thì một là bạn không tự tin vào chính mình mà người không tự tin thì không thể ra làm kinh doanh được hai là bạn có cái điều gì đó bạn có cái điều gì đó khuất tắc bạn e ngại nó không phải bây giờ mà cũng có thể là trong tương lai hoặc cũng có thể là ở quá khứ rồi à, bạn ẩn đi bạn ngại đi à, và bạn bạn ngại là người ta sẽ biết về bạn nhiều quá nên là chúng ta không có dám rõ ràng đó à, là chúng ta cần phải gì vậy? cần phải rất là rõ ràng à, về thông tin của chúng ta À, và sẵn sàng các bạn đó mình viết cả quyển sách để mình chia sẻ những cái gì mình có ok chưa à, bạn nào ở trên đây đã có sách của mình rồi bạn nào đang xem livestream đã có sách của mình rồi à, thì các bạn comment xuống à, các bạn nói là các bạn đã đọc sách của mình rồi các bạn đã biết về mình rồi à, ok chưa còn những người thất bại đó là họ ngại họ giấu họ sợ quảng cáo về họ à, bạn bạn nào có sách đọc sách của mình rồi thì các bạn comment xuống đi à, hãy comment xuống chúng ta năng lượng lên à, Ok các bạn nhé à, Và tiếp theo nó như thế nào à, à Luôn cái, cái cái số 8 Em đặt mua hôm qua rồi nhé thầy Ok bạn Dũng Man City à, Rất là vui làm quen với em à, Bạn Lê Xuân Vinh Ok em à, Các cuốn sách rất hay và ý nghĩa Ok bạn Trần em có đọc hai cuốn rồi Ok Cảm ơn bạn Giang bạn quan uh, Quang Hòa Lê. Ok chào bạn Lê Quang Hòa. Ok bạn đang học đúng không? Hôm nay có đi học lớp đàm phán không bạn Lê Quang Hòa ơi? Em đã đọc sách của thầy rồi. Ok. Cảm ơn em. Em đã đọc sách của thầy rồi, rất là tuyệt vời. Ok bạn Trâm Bùi. Ok bạn Dũng man City ơi. À, bạn là fan của Manchester City rồi. Ok. Thấy cái nick của bạn là biết rồi. Đọc hết sách của thầy rồi, rất là đủ. Ok, cảm ơn bạn uh, uh, anh Pháp rộng nhiều. Ok chưa? Yeah. Tiếp tục à điều thứ tám là luôn xem nhỏ mọi vấn đề và tìm cách vượt qua những trở ngại à cái người kinh doanh thành công là luôn xem nhỏ mọi vấn đề và luôn tìm cách vượt qua mọi trở ngại hôm nay em đi long an rồi thầy ơi ok khi nào về thì đi học nha à còn cái người thất bại là như thế nào ạ à? luôn phức tạp hóa vấn đề và vậy như thế nào ạ à? và tìm tìm cách tránh những cái trở ngại à, ngược nhau à, ngược nhau bạn hiểu chưa hai nhóm của người này nó ngược nhau người kinh doanh thành công là là họ không xem đó là cái vấn đề lớn tất nhiên vấn đề xảy ra nó vẫn là vấn đề nhưng họ biến cái chuyện lớn thành cái chuyện gì ạ à? nhỏ và họ biến chuyện nhỏ thành không còn gì nữa hết nghĩa là khi vấn đề xảy ra với chúng ta, ta phải có cái năng lực để đi giải quyết cái vấn đề đó, để biến cái vấn đề lớn thành vấn đề nhỏ và nhỏ thành nhỏ luôn, à thành nó triệt tiêu luôn. chứ không phải là chúng ta làm cho nó bự ra cái chút xíu mà làm cho nó bự ra vậy, à, phức tạp hóa vấn đề. có những bạn vậy à đi tham gia các chương trình của mình vậy. À, chọn sản phẩm mà cứ ngồi suy nghĩ hoài, suy nghĩ hoài hết ngày này có nọ không chọn được cái sản phẩm. có những bạn khác thì như thế nào? À, một cái vấn đề nó rất là nhỏ xíu, à, quyết định đi học hay không quyết định đi học mà ngồi suy nghĩ hoài. có cái nhỏ xíu một là đi học hai là không cho nó gọn trơn nó suy nghĩ suy nghĩ chỉ cho nó phức tạp vậy em đọc sách của thầy rồi và đang chờ cuốn tiếp theo tuyệt vời. em ở tặng hà nam và đang làm nhà phân phối. À, thời trang cho một nhãn hàng mới chạy trên thị trường ok bạn dũng man city mà bạn biết cấp thì bạn sẽ rất là tuyệt vời bạn đọc sách của mình đi chịu khó vào sài gòn này học thì bạn sẽ phát triển điều rất là tuyệt vời chào bạn lê trung văn lâu quá chưa gặp em lúc này thấy em ẩn ẩn cư kỹ ha văn ha à, chào bạn khoa à, thầy nhiều đó là quá chúng ta có vâng văn cảm ơn bạn khoa rất là nhiều cảm ơn ơn em à vâng các bạn hình dung chưa tức là tức là sao ạ họ luôn tập trung vào giải quyết vấn đề và nếu mà họ giải quyết không được thì họ học cách để họ giải quyết vấn đề và nếu mà họ thấy rằng họ học lâu quá thì họ luôn đi tìm người nào đó họ đã giải tốt cái vấn đề giải quyết vấn đề đó tốt thì họ như thế nào ạ những cái con người đó sẽ giúp cho họ giải quyết vấn đề chúng ta đừng có mong này cuộc sống không có vấn đề chỉ có hai cách thôi một là tập trung giải quyết vấn đề cho đến cùng hai là hai là gì các bạn biết không hai là chết đi mới không còn vấn đề ai cũng đang có vấn đề hết à, thằng gì à hàng à à thằng, thằng độc thân thì có vấn đề của thằng độc thân cái người có gia đình có vấn đề của người có gia đình cái người không có tiền có vấn đề của người không có tiền cái người có tiền nhiều có vấn đề của người có tiền nhiều ông chủ doanh nghiệp có vấn đề của ông chủ doanh nghiệp người làm công có vấn đề của người làm công ai cũng đang có vấn đề đừng có ngồi đó mà rên rỉ than tở ta có vấn đề a có vấn đề b có vấn đề c chúng ta đừng có mong mà cuộc sống này không có vấn đề chúng ta chỉ mong rằng chúng ta có khả năng học được nhiều hơn làm việc được tốt hơn tập trung được sâu hơn đầu óc của chúng ta được sáng suốt hơn để chúng ta giải quyết vấn đề một cách tuyệt vời hơn em cũng học một khóa học của thầy luyện ngoài Hà Nội và em cảm thấy các thầy Việt Nam mình rất hay à, tuyệt vời khi vừa chơi game sau đi vào thực tế rất hay ok chưa mình không không biết nhưng mà cái khóa học bạn là nên học cái khóa học về làm chủ doanh nghiệp à. còn nếu mà bạn học rồi mà bạn vẫn cứ gì à À, vẫn cứ làm nhà phân phối thì rõ ràng là bạn vẫn chưa hiểu bạn bạn vẫn chưa hiểu cái con đường làm kinh doanh nhà phân phối chỉ là một nhà bán buôn thôi ok bạn dũng city rồi bạn phải hiểu hiểu cái nguyên lý đã lỡ ra kinh doanh rồi thì chúng ta phải là làm chủ một cái doanh nghiệp luôn và như thế nào làm chủ thì chúng ta cần phải biết giải quyết vấn đề một cách tuyệt vời ok cảm ơn bạn phạm đức rất là nhiều bạn nào chưa chia sẻ lên trên này thì các bạn hãy tranh thủ chia sẻ đi và bạn nào mà chưa uh, mua hai cái quyển sách của mình thì các bạn cũng tranh thủ các bạn mua hai cái quyển sách của mình sẽ các bạn vào trong một cái group à, cái group đó là cái group bí mật để các bạn hỏi mình những câu hỏi về kinh doanh ok chưa à, chia sẻ các bạn những cái quyển sách về kinh doanh khắp mọi miền đất nước bạn nào mua thì cũng gửi đề về nhà các bạn thôi à, khắp mọi miền đất nước ok chưa à, nên là hôm nay mình chia sẻ vâng mình chia sẻ chia sẻ tới điều thứ 10 thôi rồi mình à, mình bạn đi đứng lớp rồi à tiếp tục, à, tiếp tục những à, điều thứ chín những người mà thành công á, họ luôn họ luôn biết lắng nghe à, họ luôn lắng nghe người khác họ luôn biết lắng nghe và họ học hỏi còn những người thất bại á, thì họ không có lắng nghe ok chưa à, họ luôn cãi lại họ cứ cho là họ biết cái điều gì đó rồi à, biết thì tuyệt vời biết thì giữ yên đó lắng nghe để biết hơn nữa nhưng mà họ như thế nào họ cứ cãi đó để, để họ chứng tỏ rằng với người khác là họ biết rồi nhưng mà những người thành công á thì họ biết rồi thì họ im họ lắng nghe những cái điều họ chưa biết kia à, còn cái anh thất bại thì anh cứ anh cãi và anh cứ cái điều đó anh biết rồi và anh chứng tỏ là anh biết nhiều hơn nên là bỏ tay thôi chứ biết sao giờ à, và mình gặp nhiều lắm đó là mình hãy nói một câu mà nếu chúng ta học rồi mà chúng ta không làm á thì những cái điều chúng ta đang học á cái kiến thức của chúng ta đang học á những gì những gì chúng ta đang biết á nó biến thành quan điểm và cái quan điểm đó bạn mang cái quan điểm bạn làm gì à bạn mang cái quan điểm đó bạn đi cãi lộn ok chưa nó là những cái người á mà họ học xong rồi họ không làm họ cãi lộn giỏi lắm những người mà biết nhiều á mà họ làm không được á họ cãi lộn giỏi kinh khủng các 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 bạn ơi họ cãi lộn giỏi lắm à còn những người mà à, họ làm á họ học rồi họ có kiến thức rồi để họ đi làm á thì họ bận rộn lắm họ bận rộn cho việc làm rồi à, họ bận rộn cho việc giải quyết vấn đề rồi họ bận rộn cho cái việc gì à cái việc mà à, tạo ra sản phẩm mang giá trị cho cuộc sống họ bận rộn cái việc quản lý công ty của họ quản trị công ty của họ họ bận rộn cái việc đó cả ngày họ đâu có rảnh đâu mà đi cãi lộn đi xem xét người này kiểm soát xem xét người kia hơn thua từng chút một à nó là những người mà à, hay soi mói này, hay phán xét này thì phần lớn đó, những người đó là à, họ như thế nào? họ à, họ học họ cũng rất là nhiều đó. Hôm nay xem livestream sớm quá tại OK, bạn hải Âu à, à, Trong thời gian à, à, sáng nay tập thể dục đồ xong Rồi chuẩn bị lên lớp thì như thế nào ạ? À? thì livestream một cái à, rồi lên lớp cũng sắp xong rồi đó, livestream cũng sắp xong rồi đó, rồi mình lên lớp thôi. À, OK nó là hôm nay ok chưa em dậy sớm em bán cháo hả hải âu rồi hôm nay dậy sớm đi bán cháo đúng không à, bạn hải âu lúc nào cũng uh, sáng dậy là đi bán cháo rồi <laughs> ok rất rất là tuyệt vời nó là sao ạ à? nó là chú chúng ta cần cái gì à? à chúng ta cần cần phải biết lắng nghe nhiều hơn biết chịu khó khỏi nhiều hơn cái đầu của chúng ta mà chúng ta càng biết lắng nghe à, bạn nào mà bạn đạt được cái, cái 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 trạng thái mà thấy ai nói chuyện cũng hay đặc biệt là những người thành công thì nghĩa là cái đầu của bạn nó rất là tuyệt vời đó bạn đọc cuốn sách nào bạn cũng thấy nó hay ok <laughs> bạn đọc cuốn sách nào bạn cũng thấy nó hay à em bán hết rồi wow bán sớm quá hải âu rồi vậy là bây giờ bán cho buổi trưa hả bây giờ tiếp tục nấu nó nấu cháo cho buổi trưa buổi chiều đúng không? <laughs> bạn bán tốt quá hải âu bán cháu tốt quá ok à sáng nào cũng thức dậy nấu cháo và tranh thủ mở cái thứ hai cái thứ ba đi hãy đâu rồi à <laughs> nó là chúng ta luôn, luôn biết lắng nghe người khác biết học hỏi biết, biết 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 gì à, à biết à, biết lên một cái kế cá hoạch à, bài bản à, coi đi để bớt rảnh ok bạn hà trần ở, ở bạn hà trần có, comment một cái câu rất là hay à. coi đi để bớt ảnh tuyệt vời à, tiếp tục à cái số 10 hôm nay khách đông lắm rồi ơi vâng chắc là cuối tuần mọi người kéo nhau đi ăn cháo của em hay không ok rất là tuyệt vời à họ nghĩ đến sự dư dả dạ. cái người doanh nhân thành công họ đến cái họ nghĩ đến cái sự dư dả dạ. còn cái người doanh nhân thất bại là họ nghĩ đến cái sự túng thiếu họ nghĩ làm ăn là cực khổ họ nghĩ làm ăn khổ như con chó vậy họ nghĩ làm ăn là là là, là. Tức là họ dùng những cái câu mà đau to bố lớn đó Bảo đảm luôn xui với bạn luôn Những người đó họ làm ăn họ cực khổ đó Cái mặt họ lúc nào cũng nhăn 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 này nè Ok chưa à, Rồi Họ làm ăn kinh doanh mà suốt ngày họ rên rỉ họ tương tự Họ nói lúc này thị trường cạnh tranh lắm à, Lúc này làm ăn khó lắm à, Lúc này nợ dữ quá à, Làm ăn mà có Tức là họ rơ rỉ tham thở cả ngày vậy các bạn ơi họ rơ rỉ than thở cả ngày vậy á à còn những người mà kinh doanh tích cực có thành công đó, là họ như thế nào họ luôn đi tìm giải pháp à, họ tạo cho họ cái cuộc sống à, rất là năng lượng à, rất là tuyệt vời à, và họ làm cho cái cuộc sống cái công việc kinh doanh họ phát triển mỗi ngày à, cái gì không phát triển cái gì có vấn đề thì họ ngồi họ suy nghĩ lại họ xem à đây là vấn đề gì nó bị vướng cái gì nó đang gặp phải vấn đề gì à, mình không biết cái gì một cái kỹ năng nào Một cái tư duy nào Một cái suy nghĩ nào Giúp cho họ đột phá hơn Thì họ luôn suy nghĩ về cái điều đó Còn những người thất bại thì họ như thế nào Họ à, Họ lên cả ngày á Tiền có trong túi mà cũng lên Thì những người đó Họ đang dự báo gì à Họ đang dự báo cho cái sự thất bại của họ Bởi à, vì họ phát ra cái nguồn năng lượng không có tốt à, Nó là Làm cái danh thì chúng ta cần phải có những cái tư duy rất là tuyệt vời Nó là các bạn nào á mà theo dõi à, mình chia sẻ 18 cái tư duy này à, ok thì các bạn sẽ khác biệt à, cách đây mấy ngày mình cũng chia sẻ cái đoạn livestream là 10 mục tiêu của người làm kinh doanh và bạn xem cái đó thì bạn cũng rất là khác biệt à, và kể cả cái này cũng vậy kể cả cái livestream này hôm qua mình chia sẻ được 5 điều sáng nay mình chia sẻ được 5 điều thì như thế nào à các bạn cũng sẽ rất là khác biệt vâng và à, mình có hai cái quyển sách ok chưa hai cái quyển sách này à quyển vượt biển lớn qua à, quyển mỗi ngày một chút thôi à, quyển bình dân đâu quay thì bán ở nước ngoài rồi bạn nào muốn mua ở việt nam thì bạn cứ comment cho mình à, và bạn nào mà sở hữu hai cái quyển sách này thì sách sẽ được gửi đến về nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước và mình sẽ ép các bạn vào một cái group à, ok chưa cái group cái group uh... À, để mình chia sẻ về kinh doanh những câu hỏi đồ đó thì sẽ được nằm ở trong cái group đó cái group đó là group bí mật chỉ những người có sách mới được ép vào đó thôi và chút xíu nữa đây lúc 9 giờ mình sẽ đứng lớp và nghệ thuật về đàm phán và đòi nợ trong hai ngày liên tục từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối à, và trong tuần tới thì tối thứ năm mình có cái lớp là chia sẻ cho bạn cái cách ra khởi nghiệp kinh doanh hoàn toàn miễn phí và thứ bảy chủ nhật của tuần sau là mình có lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 143 Ok, oh yeah, khóa 143 À, à, giúp cho các bạn à, ra sở hữu trong một cái doanh nghiệp riêng từ số vốn rất là ít hoặc là từ không đồng à, và bạn nào mà chưa biết cái đó thì các bạn phải nên đi học và cái sự dở hơi nhất à, bạn nguyễn à, bạn quý ngâu si hai à, quyển à, này là tổng cộng là 210 trăm mười à, đồng bao luôn free ship cho bạn về đến nhà hiện là, hiện, hiện tại thì mình free ship cho các bạn còn sắp tới thì không phơi ship mà ship về tới nhà của bạn cũng mất hết mấy mấy chục ngàn á cho bạn lơ đồi cái tên của bạn hay ghê luôn á ok à, và và bạn nào mà muốn ra làm chủ doanh nghiệp thì các bạn nào ở đồng nai bình dương những nơi ở gần đây thì chúng ta nên thế nào ạ à? À, thầy ơi khi nào thầy live stream về nghệ thuật đòi nợ không à, cái này không có live stream bạn dũng ct à, những cái gì trong lớp học thì phải tới lớp học học à, ok à. mình chỉ live stream mình chia sẻ những cái À, giúp về góc độ tư duy thôi còn về kỹ năng thì không có livestream được kỹ năng là phải học kỹ năng là chúng ta phải lập tập luyện chúng ta phải thực thực, thực tập nó là cái, cái gì các bạn cũng nói học livestream là các bạn không đúng rồi livestream là chỉ nói về cái tư duy về mặt kiến thức thôi cái gì liên quan tới kiến thức đó thì mới livestream mới học được mới đọc được còn cái gì mà kỹ năng là phải đi vào vào lớp học à. chứ chứ không có thể ngồi nghe như vậy mà biết được nghe lỗ tai này đâu ạ về mặt tư duy á về mặt kiến thức á thì mới ngồi nghe được à, về còn về mặt kỹ năng á là phải vào lớp học để cái đó gọi là huấn huấn luyện bạn ngồi bạn nghe này mà bạn đáp anh giỏi chứ liền á bạn vui không À nó là có những cái à, bạn ngồi bạn nghe không bạn làm cái tối giỏi chứ liền á bạn phải có kỹ năng bạn phải có kiến thức về lĩnh vực đó thì bạn nghe mơ được à, mà cái gì về kiến thức thì mơ mơ nghe à, ok chưa rồi vậy thì à, mình chia sẻ bạn à, từ điều số 6 tới điều số 10 đúng không à, và tối nay mình về mình sẽ chia sẻ tiếp à, cái đoạn livestream này, này nó nó kéo dài 18 điều ok chưa mà cái người dân nhân đều biết và bạn nào mua sách thì các bạn comment số điện thoại xuống à, chào bạn minh trí các bạn comment số điện thoại xuống và số và sách sẽ được giao đến tặng nhà các bạn vâng và bây giờ à, mình tạm biệt các bạn và chúng ta sẽ gặp nhau sau em ở xe chứ ở gần là đăng ký học tại liền ok sắp xếp thôi bạn phương thôi à có những người họ bay ra cả nước ngoài họ học mà mình đã từng bay đi ra nước ngoài mà học rồi mà ok mà là cái chuyện gần hay xa nó không quan trọng quan trọng là chúng ta quyết tâm thì chúng ta hành động thôi à, đi về sài gòn học này cũng là cơ hội để chúng ta gì đi, đi 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 du lịch đi refresh lại bản thân mình tức là nó có nhiều cách đó không phải là đi học không và chúng ta học được rất là nhiều thứ bạn phương nhé ok cảm ơn các bạn Chào các bạn buổi sáng, chúc bạn hai ngày cuối tuần rất là tuyệt vời. Và các bạn nào rảnh thì tối nay chúng ta sẽ xem livestream tiếp. Bye bye các bạn nha.